Zoconta, Homus. Yes. Rồi ta đến với trận thi đấu thứ hai trong C3 này, màn hình máy Persian của Tý. Trong trận thi đấu này thì bên mình có Babylon và Persian, còn bên kia là Hit và Baby. Và cùng xem thế bài này của người cầm Persian bên mình. Một loại quân có thể mang tính đột biến và lên đời sớm có thể chém chết nhà đội bạn được. Vâng, tiếp tục một trận thi đấu nữa mà Chip Boy được cầm cùng R Hitty. Vâng, 3 trận liên tiếp đi vào trong C2 cũng như là từ C3. Một vài đấu mà Persian bên mình dường như đây là có động vật rồi, đôi voi. Vâng, có đôi voi cũng như là tìm thấy cho mình một bầy hươu. Vâng, chỉ cần thêm một đồ ăn nữa. Vâng, chỉ cần thêm một bầy hươu 7 hoặc bầy hươu 6 nữa thôi là sẽ thơm. Còn máy hoàng anh nhỉ? Một vài hoàng anh nhỉ, Babylon nằm trong góc 3 giờ và anh sẽ đánh cùng trong trận thi đấu này. Một thế nhà Babylon cũng tương đối đẹp. Tổng thế nhà cũng cực kỳ khung trong góc này và có một con voi. Vâng, có một con voi, thời điểm nó cũng không được sớm lắm. Nhìn có là may rồi. Vâng, mặt bên này tìm cho mình thêm một con voi nữa. Và đây sẽ là một thế nhà Babylon khung. Quan trọng nếu mà bài khung nhà này thì đồ ăn nó đi ăn nó hơi mất thời gian. Vâng, sẽ phải là những cái đồ ăn bên ngoài cái cánh rừng này. Vâng, ta trở lại máy của Tý đi, xem Tý sẽ ép đời trong trận thi đấu này. Bầy hươu này là bầy hươu mấy con? Như vậy đây là bầy hươu 6. Bầy hươu 6 và đôi voi. Vâng, chỉ cần thêm đồ ăn nữa. Như vậy là đầu cánh của Tý sẽ là người cầm màu 6, đó chính là Mạnh Hào. Vâng, có dân tại đây rồi, có dân đang đứng chờ gỗ để đóng trước BG. Như vậy đây sẽ là bài 3 voi. Vâng, 3 voi, bầy hươu đậu, bầy hươu 6 cũng như ăn thêm bãi quả này. Một bãi quả ăn chanh và đánh với 25 dân và đã kích đời. Một bài rơi khoảng vào 747 dành cho Tý. Màu 6 không có dấu hiệu ở đây, như vậy màu 6 bắt đầu cắt dần lên đây rồi. Vào trận thi đấu này, màu 6 Mạnh Hào, người cầm Babylon sẽ ăn chanh quả với người cầm Persian bên mình. Chúng ta xem máy Hoàng Mai Nhi. Anh đã đủ đồ chưa? Một bài cũng có tới 3 voi. Một bài cũng 3 voi cho anh Hoàng Mai Nhi và bài Babylon. Đánh rất trâu dần, 27 dần. Và 27 dần và anh kích đời khoảng cuối 8. Cuối 8 đúng rồi. Vâng, về đồ ăn của Hoàng Minh Nhi cũng tương đối ổn, nhưng mà quan trọng là một thời điểm lên đời. Vâng, cũng không được sớm, đánh với 27 dân.
Và chúng ta trở lại máy đánh chém của tí. Một bài đánh với 25 dân và đang chuẩn bị thiết kế nhà điều kiện. Và đầu cánh của tí trận này sẽ là Mạnh Hào. Mạnh Hào trận này cầm Babylon sẽ đánh chém thôi. Vâng, sẽ đánh chém và để người cầm Hitty đánh cùng rồi. Để cùng Hitty đánh chém thì cực kỳ hơi phí. Con giò mình chắc chắn là một con giò sẽ đầy đủ công giáp khi mà vẫn còn đang bú con voi này. Vâng, đây là một bãi vàng. Một bãi vàng cực kỳ xấu dành cho tí. Vâng, sẽ không có cơ hội bò bế cho cái bãi vàng này. Hai bãi vàng cạnh nhà của Persian đều là những cái bãi vàng xấu. Mạnh Hào đang chủ động cắt dân về. Vâng, cắt dân về khi mà phát hiện mà mình đã lên đời. Vâng, chạy dân rất sớm dành cho Mạnh Hào và ăn một dân. Và chắc chắn đám đông dân này, ăn hoang này của Mạnh Hào sẽ nằm thôi. Con giò mình là đầy đủ công giáp và số lượng dân. Vâng, đang đi lẻ. Vâng, thời điểm này ăn được khoảng 4 dân. Vâng, 4 dân của Babylon vừa nằm xuống. Vâng, cùng xem một thế bài Mạnh Hào. Và đây không phải là một bài đánh chém có hốc. Vâng, không biết dân cắt đi đâu đây. Như vậy có phải cái hốc trong này không? Vâng, thằng nông dân này. Như vậy là Mạnh Hào có ý định chui vào cái hốc này. Vâng, tí sẽ là một chiếc BL. Như vậy là thiết kế chiếc BA. Vâng, cùng xem nhà quân mà tí sẽ thiết kế vào đây. Cùng đang dò rất kỹ càng. Vâng, đang dò rất kỹ càng xem cái hốc nào. Vâng, mặt đóng đẹp nhất chiếc nhà BL. Và đội bạn sẽ không phát hiện turn này. Vâng, đóng ngay vào trong nhà của cầm Hitty. Một turn đóng ôm rất hay. Và đám nông dân này vẫn chưa phát hiện. Vâng, chắc chắn số nông dân này vẫn chưa phát hiện được cái nhà BL này của mình. À không, vậy con T đội bạn phát hiện rồi, không sao. Và cẩn thận đội bạn sẽ bò dần vào đây. Cẩn thận đội bạn sẽ bò e vào nhốt con lạc đà của mình. Vâng, có lẽ thời điểm này chúng ta nên xe máy của tí đi. Vâng, tí đang có hai nhà quân vào nhà người cầm Hitty. Vâng, đúng rồi, đội bạn đang bò e nhưng mà nông dân này sẽ nằm xuống thôi. Vâng, con lạc đà xính ra bên ngoài. Vâng, rất hay rồi. Vâng, một bài tí gần như là sẽ chém cân đôi trong trận thi đấu này. Vâng, tiếp tục là những thằng nông dân ăn hừa của người cầm màu 6. Và chip boy, cái hốc này sẽ không phải là hốc nữa khi mà có quân của mình. Vâng, có nhà quân bên mình trong này. Có cả A, có cả L. Vâng, có thể thấy những xác nông dân của hai nhà. Và tơn phù đầu tiên chỉ cần là tơn phù đen rồi. Đúng rồi, lại một tơn phù đen nữa của nhà người cầm màu 6. Vâng, ta xem máy của Hoàng Mai Nhi đi. Vâng, tham lai của anh là vẫn giữ là 35. Vâng, Mạnh Hào đi sai rồi. Ô, trận đánh rất hay của tí. Vâng, dâng lên rất hay. Một bài Persian.